Sự thật chấn động đằng sau bài phát biểu của Robert F. Kennedy Jr. Tác giả Thiên Bảo. Trong buổi phỏng vấn với Fox and Friends, ông Robert F. Kennedy Jr. đã chỉ trích mạnh mẽ thực phẩm chế biến sẵn tại Mỹ, đặc biệt là dầu thực vật. Ông nhấn mạnh rằng người tiêu dùng không thể tin tưởng vào nhãn thành phần của các sản phẩm này. Robert F. Kennedy Jr. cho rằng dầu thực vật và các thành phần chế biến khác có thể gây hại cho sức khỏe và kêu gọi mọi người nên cẩn trọng hơn với những gì họ đang tiêu thụ. Ông cũng chỉ ra rằng nhiều thành phần trong thực phẩm chế biến sẵn có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm bệnh tim mạch và các bệnh mãn tính. Robert F. Kennedy Jr. khuyến khích người tiêu dùng nên chọn các thực phẩm tự nhiên và ít qua chế biến để bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Trước khi đi vào phân tích, chúng ta hãy cùng nghe xem ông Robert F. Kennedy Jr. nói gì nhé. Đây là những gì mà hầu hết người Mỹ vô tình đưa vào cơ thể họ ngày nay. Và đáng báo động nhất là đưa vào cơ thể con cái họ. Không phải ngẫu nhiên mà người Mỹ chết sớm hơn người Canada, người Đức, Ý, Nhật, Hàn Quốc, người Úc hay hầu hết mọi quốc gia tương đương khác. Không phải ban đầu đã như vậy. Cho đến đầu những năm 90, tuổi thọ trung bình của chúng ta bằng hoặc cao hơn các quốc gia phát triển khác. Sau đó, đột nhiên, ngày càng nhiều người Mỹ bắt đầu mắc các bệnh mãn tính, từ béo phì, ung thư, tiểu đường, bệnh thận, Alzheimer, bệnh tim đến đủ loại bệnh tự miễn. Tỷ lệ tử vong ở các bà mẹ của chúng ta đã tăng vọt lên mức cao nhất trong số các quốc gia phát triển trên thế giới, tương tự như tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, giống như hiện tượng nước ấm lụt ếch. Chúng ta thật sự không để ý khi chúng ta càng ngày càng ốm yếu hơn. Bây giờ chúng ta đã chấp nhận các tình trạng bệnh mãn tính là bình thường. Nhưng bây giờ, năm 2024, cuối cùng chúng ta cũng thức tỉnh trước thảm họa này và chúng ta tự hỏi làm thế nào mà điều này lại xảy ra. Một phần lớn là do chế độ ăn uống của chúng ta. Các nhà hàng phục vụ thực phẩm bị ô nhiễm sẽ bị phạt hoặc đóng cửa. Nhưng khi chính phủ phê duyệt chất độc trong thực phẩm của chúng ta, một số ít người đã trở nên rất giàu có và chất độc sẽ xuất hiện ở mọi lối đi trong siêu thị. Để tôi cho bạn thấy ý tôi là gì, Doritos, Cheez, Cap'n Crunch, Grumpy Bears. Mọi người đều biết rằng đây là đồ ăn vặt, vì vậy có lẽ bạn sẽ không quá ngạc nhiên khi thấy rằng các thành phần bao gồm rất nhiều chất độc, bao gồm một loại thuốc nhuộm màu vàng có hại gọi là tetracycline hoặc thuốc nhuộm màu vàng số 5. Điều bạn có thể không biết là loại thuốc nhuộm này ban đầu được làm từ phần cặn bầy nhầy còn sót lại khi họ luyện than cốc từ than đá. Nó được gọi là nhựa than đá. Và tôi thực sự đã kiện nhiều ngành công nghiệp lớn vì ô nhiễm nhựa than đá trên khắp cả nước, vì nó rất độc và gây hại cho môi trường và con người. Một thế kỷ trước, nó chỉ là một sản phẩm phụ công nghiệp đáng ghét mà mọi người đều cố gắng tìm cách loại bỏ. Một trong những cách mà họ làm điều đó là trải nhựa đường. Nhưng sau đó, một nhà hóa học người Anh đã phát hiện ra rằng nhựa than đá có thể sử dụng để tạo ra thuốc nhuộm vải. Và nếu đã nhuộm được vải, thì đối với thực phẩm tại sao lại không? Các nhà sản xuất thực phẩm bắt đầu sử dụng nó để che đi sự đổi màu của thực phẩm chất lượng kém mà họ muốn bán cho những khách hàng dễ tính. Họ không biết rằng loại thuốc nhuộm màu vàng này, tetracycline, gây ra ung thư, hen suyễn, chậm phát triển, tổn thương thần kinh, rối loạn tăng động, giảm chú ý, rối loạn hormone, tổn thương gen, lo lắng, trầm cảm, tổn thương đường ruột. Vâng, giờ chúng ta đã biết điều đó. Chúng ta đã biết điều này trong nhiều thập kỷ. Đó là lý do tại sao tetracycline bị hạn chế nghiêm ngặt ở các quốc gia khác. Ở một số quốc gia, thực phẩm chứa tetracycline có nhãn cảnh báo rằng nó có thể gây ra rối loạn tăng động giảm chú ý ở trẻ em. Ngày nay, nó được làm từ dầu mỏ, không phải từ nhựa than đá. Dù bằng cách nào, thì việc thêm nó vào những món ăn yêu thích của con bạn là một điều điên rồ. Nó thậm chí không làm thay đổi hương vị. Loại thuốc nhuộm màu vàng này không chỉ có trong đồ ăn vặt, nó còn có trong những thực phẩm mà chúng ta coi là lành mạnh. Nó có trong đồ ăn nhẹ hàng ngày của trẻ em như bỗng ngô, mì ống và phô mai, kẹo dẻo trái cây. Nó có trong đồ uống thể thao như Gatorade và cái gọi là nước bổ sung vitamin. Nó thậm chí còn được thêm vào nước dùng gà, bắp ngô, dưa chua, mù tạt và sữa chua. Và vì vậy, tất nhiên con cái chúng ta bị ốm. Rồi chúng ta ân cần cho chúng ăn vitamin dạng kẹo nhai, có chứa tetracycline nhiều không tưởng. Và chu kỳ tiếp tục cho đến khi ho và hen suyễn xuất hiện. Lúc đó bạn sẽ đi mua một ít siro ho. Và vâng, bạn đoán đúng rồi, đó chính là tetracycline. Hôm nay tôi đã chỉ ra tetracycline, nhưng đó chỉ là một trong ít nhất 100 chất độc hóa học mà các cơ quan y tế của chúng ta cho phép có trong thực phẩm của trẻ em.
Tôi có thể làm một video như thế này để nói về màu đỏ số 40, BHA, BHT, Kalibromat, hết hóa chất này đến các hóa chất khác. Và cứ thế tiếp tục, nếu chỉ một trong số chúng có thể gây ra tất cả những vấn đề này, thì hãy tưởng tượng chúng sẽ làm gì khi kết hợp với nhau. Điều đó chưa bao giờ được nghiên cứu. Nếu chúng ta loại bỏ tất cả các hóa chất này, quốc gia của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn ngay lập tức. Chúng ta sẽ có ít ngày bị ốm hơn, sẽ tập trung tốt hơn, sẽ ít lo lắng hơn. Con cái chúng ta sẽ học tập dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ giảm cân, sẽ có nhiều năng lượng hơn, sẽ có ít khối u hơn và sống lâu hơn. Không phải tất cả đều đen tối. Trong 16 năm qua, chính phủ đã cấm 8 loại chất phụ gia gây ung thư, tổn thương gen, hen suyễn và nhiều tình trạng sức khỏe khác như tartrazin. Và bạn biết điều thú vị ở đây là gì không? Cả 8 bước tiến quan trọng về sức khỏe cho trẻ em của chúng ta đều được thực hiện dưới thời của cựu Tổng thống Trump. Nhưng những người theo đảng Dân Chủ luôn tự nhận là quan tâm đến chăm sóc sức khỏe, đã đứng nhìn các quốc gia khác cấm những loại thuốc độc khiến trẻ em của chúng ta bị ốm, hen suyễn, tăng động và trầm cảm. Nhưng họ lại để chúng trên mọi kệ hàng trong siêu thị ở Mỹ. Họ thậm chí còn dùng tiền thuế của bạn để đưa chúng vào bữa trưa ở trường của con bạn. Vì vậy, họ là Big Food và họ là những nhà tài trợ nông nghiệp lớn. Họ đã giành được những cái bắt tay vàng son và ôm về một đống tiền. Các nhà tài trợ Big Pharma của họ có lẽ đã gọi điện và cảm ơn họ vì bây giờ họ sẽ kiếm được hàng tỷ đô la từ việc bán thuốc điều trị tăng động Adderall, thuốc trầm cảm Prozac và bình xịt hen suyễn. Thế là đủ rồi. Tổng thống Trump và tôi sẽ ngăn chặn tình trạng đầu độc hàng loạt trẻ em Mỹ. Cùng nhau, chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại. Tuy nhiên, ở vai trò là một chính trị gia, cộng thêm vấn đề tuổi tác của ông Robert F. Kennedy Jr. cùng với thời lượng cho các nội dung của ông, tôi e rằng bản chất sự việc đã được giảm nhẹ hơn rất nhiều. Đằng sau câu chuyện giàu ăn có một âm mưu sâu xa mà người bình thường không thể hình dung nổi. Thực ra mà nói thì tôi cũng không rõ đây là câu chuyện bi hay là hài. Nếu nói rõ ra đầy đủ thì nó khá giống mấy bộ phim hài đen của Mỹ mà tôi từng xem. Tuy cách diễn đạt là hài, nhưng xem nội dung thì thấy đằng đắng trong cổ họng. Nhiều năm trước, trên website tinhhoa.net đã từng xuất hiện một bài viết đáng kinh ngạc có tên là Nguồn gốc của dầu thực vật, nó thực sự là rác. Nói là đáng kinh ngạc bởi vì nó là một bí mật động trời của ngành thực phẩm Mỹ mà nó được che giấu một cách tỉ mỉ trong hai thế kỷ qua. Ngoài ra, tôi cũng cần nói thêm, tôi biết rõ người biên tập loạt bài về nội dung liên quan đến Big Food vì đó là em gái tôi. Có một sự thật là, từ khi tôi tham gia vào đội ngũ nội dung tinhhoa.net, tôi mới ý thức được những chuyện như thế này là có thật. Và thực sự tôi cũng đã không dùng dầu ăn từ lâu rồi, gia đình tôi quay lại dùng mỡ heo như đầu những năm 90. Nếu ông Trump tái đắc cử, thì ông Robert F. Kennedy Jr. sẽ được bổ nhiệm vào vị trí quản lý nông nghiệp và y tế, khiến nước Mỹ khỏe mạnh trở lại, MHHA, Make America Healthy Again. Hôm nay, chúng ta hãy cùng xem lại nội dung được đăng tải bởi tinhhoa.net. Nhìn lại hơn 40 năm qua, thực sự rất khó hiểu được làm thế nào mà chúng ta đã bị lừa gạt quá lâu đến như vậy. Suốt quãng thời gian đó, chúng ta luôn tin rằng chất béo, và đặc biệt là chất béo bão hòa, được tìm thấy chủ yếu trong mỡ của động vật là thứ làm gia tăng hàm lượng cholesterol và gây ra các căn bệnh tim mạch. Chính vì lẽ đó mà chúng ta đã chuyển sang sử dụng các loại dầu thực vật có lợi cho tim như dầu hạt bông, dầu ngô, dầu đậu nành và dầu hoa rum, v.v. Tuy nhiên, những bằng chứng gần đây cho thấy chúng thực sự chỉ là một món hàng rẻ tiền. Nhiều loại dầu hạt công nghiệp mang những tác hại tồi tệ hơn chúng ta tưởng. Đó là một sai lầm khủng khiếp được bắt đầu với sản phẩm dầu ăn kiêng Crisco. Vào những năm 1736, ngành công nghiệp trồng trọt cây bông để lấy vải đã được bắt đầu ở Hoa Kỳ. Trước đó, nó chỉ được xem là một loài cây chủ yếu dùng để làm cảnh. Ban đầu, phần lớn những cây bông được sử dụng để chế tạo thành các sản phẩm may mặc. Nhưng sau đó, với những mùa vụ bội thu đã giúp con người thu về một số lượng lớn bông vải, cho nên nó đã được xuất khẩu sang Anh. Cụ thể, nếu như vào năm 1784, sản lượng bông vải chỉ thu được khoảng 270 kg, thì vào năm 1790, con số này đã gia tăng vượt bậc lên đến 90 tấn. Vào năm 1793, với phát minh tạo ra bông gòn từ cây bông của nhà khoa học Eli Whitney, nó đã khiến cho sản lượng bông vải gia tăng đến con số đáng kinh ngạc là 18.000 tấn. Nhưng cây bông là một loại cây trồng cho ra cả hai sản phẩm là các thớ gỗ và hạt giống,
Theo đó, cứ mỗi 45kg thớ gỗ sẽ tương ứng với 73kg hạt giống. Những hạt giống phần lớn là thứ vô dụng, bởi vì người ta chỉ cần khoảng 5% trong tổng số hạt giống này cho việc trồng trọt trở lại. Cho nên, hạt bông còn được dùng làm thức ăn cho gia súc, nhưng nó vẫn tạo ra một đống rác khổng lồ. Vậy thì con người có thể làm gì với đống rác này đây? Thông thường, nó sẽ bị bỏ lại hoặc được đổ một cách bất hợp pháp vào các dòng sông. Đây thực sự là một loại chất thải độc hại. Trong khoảng thời gian từ năm 1820 đến năm 1830, nhu cầu về dầu gia tăng mạnh mẽ. Sản phẩm này được sử dụng trong việc nấu nướng và thắp sáng cho số lượng dân cư ngày càng tăng cao. Khi này, nguồn cung dầu cá voi đã bị suy giảm, vậy nên nó khiến cho giá dầu tăng đột biến. Chính vì vậy, các doanh nhân kinh doanh đã cố gắng ép chặt hạt bông vô giá trị để chiết xuất ra loại dầu công nghiệp phục vụ con người. Nhưng mãi đến năm 1850, công nghệ sản xuất dầu mới được hoàn thiện và từ đây nó có thể phục vụ cho mục đích thương mại. Tuy nhiên, vào năm 1859, một sự kiện trọng đại đã xảy ra làm biến đổi toàn bộ thế giới hiện đại. Đó chính là sự kiện Đại tá Drake đè bẹp ngành công nghiệp dầu ở bang Pennsylvania bằng cách giới thiệu một khối lượng lớn nhiên liệu hóa thạch cho con người. Chẳng bao lâu sau, nhu cầu sử dụng dầu hạt bông để thắp sáng đã hoàn toàn biến mất và nó lại tiếp tục được phân loại thành chất thải độc hại. Trước tình trạng có quá nhiều rác thải hạt bông nhưng không có nhu cầu sử dụng, nó đã được cho tiêm vào chất béo động vật và nhét vào thịt một cách bất hợp pháp. Thực tế, không có bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy đây là cách sử dụng hạt bông an toàn cho con người. Tương tự như vậy, dầu hạt bông có hương vị nhẹ và màu hơi vàng đã được pha trộn với dầu ô liu để cắt giảm chi phí. Điều này đã dẫn đến việc ban hành một đạo luật cấm sử dụng loại dầu ô liu của Mỹ bị pha trộn vào năm 1833. Đây cũng chính là lúc công ty Procter & Gamble sử dụng dầu hạt bông để sản xuất nến và xà phòng. Nhưng họ đã sớm phát hiện ra rằng họ có thể sử dụng một quá trình hóa học để hydro hóa một phần đầu bông thành loại chất béo rắn giống như mỡ heo. Quá trình đó tạo ra thứ được gọi là chất béo trans, một loại chất béo chưa no có thể chuyển thành thể rắn ở nhiệt độ phòng. Ngay sau đó, sản phẩm này đã được sử dụng một cách linh hoạt trong các nhà bếp, ngay cả khi không ai biết được rằng liệu chúng ta có nên cho loại chất thải độc hại này vào miệng của mình hay không. Nhưng mà mặc kệ, tất cả chúng vẫn được dùng làm bánh ngọt flaky, nguyên liệu nướng bánh và cả dầu ăn. Rốt cuộc thì sản phẩm này có tốt cho sức khỏe của con người hay không? Không một ai biết được, bởi vì loại chất béo mới này trông rất giống với thức ăn và nó được đưa ra thị trường dưới nhãn mác là thực phẩm. Họ gọi đây là dòng sản phẩm mới mang tính cách mạng của Crisco, một thứ đứng hàng đầu trong số các loại dầu được kết tinh từ hạt bông. Để đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm của mình, công ty P&G Foods đã thực hiện một chiến dịch tiếp thị vô cùng khéo léo. Họ đã tuyên truyền dòng sản phẩm của Crisco như là một giải pháp thay thế rẻ tiền hơn cho mỡ heo. Năm 1911, công ty Procter & Gamble đã tung ra một chiến dịch hoành tráng để đưa Crisco đi vào gia đình của tất cả người Mỹ. Họ đã cho xuất bản một cuốn sách dạy nấu ăn và hầu hết mọi món ăn trong đó đều sử dụng dầu Crisco. Và dĩ nhiên là họ phát miễn phí những cuốn sách của mình. Đây là điều mà chưa từng ai được nghe thấy vào thời điểm đó. Người ta chỉ biết rằng các quảng cáo cùng thời cũng tuyên bố rằng Crisco rất dễ tiêu hóa, nó rẻ tiền hơn và lành mạnh hơn do nó có nguồn gốc từ thực vật. Nhưng điểm mấu chốt đó là sản phẩm này về cơ bản chỉ là một loại rác, nhưng nó đã không được đề cập đến. Trong 3 thập kỷ tiếp theo, Crisco và các loại dầu hạt bông đã chiếm ưu thế trong các căn bếp của người Mỹ và nó được thay thế hoàn toàn cho mỡ lợn. Đến những năm 1950, dầu hạt bông đã trở nên đắt đỏ và Crisco lại một lần nữa quay sang loại dầu thay thế rẻ tiền hơn, đó là dầu đậu nành. Bản thân đậu nành là loài cây có nguồn gốc từ châu Á. Nó được đưa vào Bắc Mỹ vào năm 1765 và được thuần hóa ở Trung Quốc từ những năm 7000 trước Công Nguyên. Trong đậu nành có khoảng 18% là dầu và 38% protein. Đây là điều kiện lý tưởng để nó trở thành thức ăn cho gia súc hoặc được sử dụng trong các mục đích công nghiệp là sản xuất nước sơn và dầu nhờn động cơ. Trước Thế chiến thứ hai, trong khẩu phần ăn của người Mỹ có rất ít hoặc không có đậu nành, nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi trong thời kỳ đại suy thoái, khi
khi mà các khu vực rộng lớn của Hoa Kỳ bị hạn hán, làm ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây còn được gọi là thời kỳ Dust Bowl. Lúc đó, đậu nành là loại cây trồng có thể giúp tái tạo đất đai thông qua khả năng đưa khí nitơ vào bên trong đất. Các đồng bằng lớn ở Mỹ là nơi lý tưởng cho việc trồng đậu nành. Vì vậy, đậu nành đã nhanh chóng trở thành loại cây trồng sinh lợi đứng hàng thứ hai chỉ sau ngô. Trong khi đó, vào năm 1924, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cũng được thành lập. Nhưng lúc bấy giờ, nó không phải là một người khổng lồ có tiếng nói mạnh mẽ như ngày nay. Thay vào đó, cơ quan này chỉ là một nhóm các chuyên gia tim mạch thỉnh thoảng gặp nhau để thảo luận các vấn đề chuyên môn. Và rồi năm 1948, nhóm bác sĩ tim mạch này đã nhận được một khoản tiền quyên góp 1,5 triệu USD từ công ty Procter & Gamble, nhà sản xuất chất béo chuyển đổi Crisco. Cũng kể từ đây, một cuộc chiến thay thế chất béo động vật bằng dầu thực vật đã được châm ngòi. Thỏa thuận dành cho Faustian, món hàng rẻ tiền, đã được thực hiện, và sức khỏe của cả một quốc gia đã được đánh đổi chỉ bằng vài trăm USD. Trong khoảng thời gian từ năm 1960 đến năm 1970, Hiệp hội được ông Anselkis lãnh đạo. Đây là một nhân vật phản diện của chế độ ăn uống mới, bao gồm chất béo bão hòa. Loại chất béo được tìm thấy nhiều trong thức ăn động vật như thịt và sữa. Vào năm 1961, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ AHA công bố về các đề xuất chính thức đầu tiên trên thế giới. Những đề xuất này khuyên chúng ta nên cắt giảm lượng chất béo bão hòa và cholesterol, tăng lượng chất béo không bão hòa. Nói cách khác, mọi người cần tránh sử dụng mỡ động vật và ăn các loại dầu thực vật có lợi cho tim. Và có rất nhiều loại chất béo không bão hòa đang có mặt trên thị trường, điển hình như Crisco. Lời khuyên này sau đó đã được phát triển thành các hướng dẫn cho chế độ ăn kiêng vào năm 1977, và nó có ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng dân cư nước Mỹ. Từ đây, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã tạo ra những ảnh hưởng nhất định trong việc dịch chuyển thị trường bằng cách đảm bảo rằng nước Mỹ cần ăn ít chất béo và hạn chế hơn nữa loại chất béo bão hòa. Một ví dụ sống động, nhiều trung tâm khoa học vì lợi ích cộng đồng CSPI tuyên bố việc chuyển đổi mỡ bò và các chất béo bão hòa khác sang loại chất béo được sản xuất bằng cách hydro hóa rất tốt cho động mạch của người Mỹ. Họ cũng nói rằng mọi người đừng nên ăn bơ động vật, thay vào đó là sử dụng loại dầu thực vật đã được hydro hóa một phần, thứ mà được gọi là bơ thực vật. Họ cũng nói rằng loại dầu ăn trong chai nhựa có thể lành mạnh hơn bơ, sản phẩm mà con người đã tiêu thụ ít nhất 3.000 năm qua. Thậm chí là vào cuối năm 1990, CSPI còn phủ nhận sự nguy hiểm của việc sử dụng các chất béo trans. Câu nói mấu chốt rất nổi tiếng của họ là trans at expense, bạn nên ăn ít chất béo. Không dừng lại ở đó, năm 1994, CSPI đã gieo một nỗi sợ vào trái tim của những khán giả yêu điện ảnh bằng một chiến dịch mạnh mẽ. Theo đó, các nhà hát bỏng ngô lúc bấy giờ xuất hiện để khẳng định rằng trong dầu dừa phần lớn là chất béo bão hòa. CSPI tuyên bố rằng một túi bỏng ngô cỡ trung bình có thể tạo nên loại mỡ làm tắc nghẽn động mạch nhiều hơn là một bữa ăn trứng xông khói, một miếng bánh Big Mac cùng với khoai tây chiên cho buổi trưa và một bữa ăn tối với tất cả các món rau thơm trên đĩa thức ăn được kết hợp. Từ lời tuyên bố này, các nhà hát bỏng ngô đã đua nhau thay thế dầu dừa bằng loại dầu thực vật đã được hydro hóa bán phần. Trước đó, một cuộc chiến cũng đã nổ ra để giải thoát công dân Mỹ khỏi loại mỡ bò, một thành phần bí mật có trong khoai tây chiên của McDonald's. Sự kiện đã dẫn đến việc sản phẩm được thay thế bằng loại dầu thực vật hydro hóa bán phần. Tuy nhiên, vào những năm 1990, những chất béo được chuyển hóa mà Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ và CSPI đã nói với chúng ta là nó lành mạnh hơn cho con người lại được xem là yếu tố nguy cơ gây ra căn bệnh tim. Các nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng chất béo chuyển hóa sẽ làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh tim sau mỗi lần sử dụng. Cụ thể, nó sẽ làm gia tăng thêm 2% hàm lượng calo chuyển hóa trong chất béo. Theo một số ước tính cho thấy, chất béo chuyển hóa phải chịu trách nhiệm cho hơn 100.000 ca tử vong. Và có một thực tế là các loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe mà Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị chúng ta nên ăn đã đem đến cho con người những cơn đau tim bất chợt. Một sự thật trớ trêu, một sự lừa dối trắng trợn. Vào tháng 11 năm 2013, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA
đã loại bỏ một phần các loại dầu được hydro hóa trong danh sách thực phẩm dành cho con người, những loại thực phẩm mà thường được công nhận là an toàn. Đến đây, có thể nói một cách chính xác là Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã bảo chúng ta hãy ăn chất độc trong nhiều thập kỷ qua. Nhất là khi bên trong các loại dầu hạt công nghiệp như dầu hạt bông có chứa hàm lượng axit béo linoleic omega 6 rất cao. Loại axit này được gọi là chất béo omega 6 mẹ, bởi vì các chất béo omega 6 khác như gamma linolenic acid GLA và axit arachidonic đều được hình thành từ nó. Thông thường, hàm lượng axit linoleic sẽ chỉ có trong thực phẩm nguyên chất, chẳng hạn như trứng, hạt và quả hạch. Nhưng lượng omega 6 được phân tách từ dầu công nghiệp thì gần như bằng không. Tuy nhiên, Crisco lại giới thiệu với mọi người loại axit linoleic bị phân tách và pha trộn vào chế độ ăn uống của chúng ta. Theo đó, lượng axit linoleic đã tăng đáng kể và nó có mặt trong một nguồn thực phẩm mà con người chưa bao giờ tiêu thụ trước đây. Hiện tại, các loại dầu hạt omega 6 có thể được tìm thấy trong hầu hết những loại thực phẩm chế biến và bên trong chai dầu ăn được đặt tại các cửa hàng tạp hóa. Điều không may là chúng rất nhạy cảm với nhiệt độ, ánh sáng và không khí. Nhưng chúng lại được tiếp xúc với cả ba yếu tố trên trong quá trình sản xuất. Nó cũng đồng nghĩa rằng, trong khi loại axit linoleic đến từ các loại thực phẩm nguyên chất như quả hạch và các loại hạt thực sự mang đến lợi ích cho sức khỏe, thì loại axit linoleic bị tạp nhiễm có trong dầu hạt công nghiệp lại cho tác dụng độc hại. Vậy thì làm thế nào để chúng ta biết đó là chất béo lành mạnh hay chất béo không lành mạnh? Câu trả lời chính là tất cả các loại chất béo tự nhiên có trong nhiều nguồn khác nhau như động vật, thịt, sữa hoặc thực vật, ô liu, bơ hạt, nói chung là lành mạnh. Riêng loại dầu hạt công nghiệp là thứ không tốt cho sức khỏe của con người. Quý khán thính giả, chúng ta cần phải đối mặt với một sự thật rằng chúng ta ăn các loại dầu thực vật vì chúng rẻ tiền, chứ không phải là vì các sản phẩm này đem đến sự khỏe mạnh cho con người. Vậy thì, rốt cuộc làm sao mà chuyện này lại có thể trở thành một bí mật của nhân loại, dường như không ai dám nói về nó? Bởi vì Big Food và Big Media đã bắt tay với nhau để che mắt con người. Những nhà khoa học giả đã mang đến cho con người những nhận thức sai lầm. Truyền thông dòng chính cũng đã phớt lờ đi chuyện này. Cũng như nhiều năm trước, chúng ta thấy những quảng cáo dạng như thuốc lá có thể trị được lắm bệnh. Trong những năm 1930 đến năm 1950, các công ty thuốc lá thường sử dụng hình ảnh của các chuyên gia y tế như bác sĩ, y tá để quảng bá sản phẩm của họ. Các quảng cáo này thường xuyên tuyên bố rằng hút thuốc có thể giúp làm giảm căng thẳng, cải thiện sức khỏe và thậm chí là được bác sĩ khuyên dùng. Tôi đoán trên 95% những người phổ thông ở Việt Nam hoàn toàn không biết sự thật này và cũng không khác biệt nhiều so với các quốc gia đang phát triển. Lý do là vì sao? Bởi vì họ đã dùng lợi ích để chi phối thông tin truyền thông. Cụ thể thì hàng năm, các hãng hóa mỹ phẩm đã chi hàng núi tiền cho quảng cáo. Nhưng nếu các bạn hỏi bất cứ một người nào làm agency thì người đó sẽ nói cho bạn biết một cái tên tiêu biểu, đó chính là Unilever. Unilever đã chi tiêu khoảng 4,7 tỷ USD vào năm 2021 cho truyền thông quảng cáo. Có thể nói, phần lớn những sản phẩm hóa mỹ phẩm trong nhà các bạn đều có logo Unilever. Ví dụ như Dove, Sunsilk, Clear, Vaseline, Lifebuoy, v.v. và v.v. Ông chủ của Unilever là Paul Rickens và người đứng đầu của Unilever là một trong những thành viên sáng lập ra hội kính Bilderberg. Hội kính này ra đời vào năm 1954, bao gồm những nhân vật thuộc tầng lớp được xem là tinh hoa nhân loại. Vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6, hội nghị sẽ diễn ra thường niên để thảo luận về nhiều vấn đề từ chính trị, kinh tế đến chiến tranh. Số này bao gồm nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo chính phủ, quan chức cấp cao, cố vấn, học giả, tướng lĩnh lẫn các nhà tài phiệt lớn nhất trên thế giới trong các lĩnh vực tài chính, dầu khí, truyền thông của Mỹ và Tây Âu. Do đó, tất cả những hãng truyền thông quốc doanh hay tư nhân, họ đều muốn có hợp đồng quảng cáo của Unilever. Và đương nhiên là họ sẽ không bao giờ đăng nội dung liên quan đến sự việc này. Đơn giản là họ không muốn bị cô lập và đi ngược với xu thế phát triển và thâu tóm của các hãng thuộc ông Trump. Nếu các trang báo chí chính thống nào có tiếng nói đi ngược lại với các tập đoàn thống trị này, họ sẽ trừng phạt bằng cách không rót các hợp đồng quảng cáo
hoặc là chạy các bài báo công kích, bôi nhọ họ. Như vậy, trang tin đó sẽ lập tức phải đóng cửa. Quý khán thính giả, thực ra những nội dung như thế này, Tinh Hoa TV cũng không thể đăng nhiều. Hiếm lắm thì các bạn mới thấy một nội dung như thế này xuất hiện trên kênh của chúng tôi. Bởi vì những nội dung như thế này mà xuất hiện thường xuyên thì sẽ rất khó nói được kênh Tinh Hoa TV sẽ đi về đâu. Thực ra, thời kỳ đầu khi tôi xem những nội dung như thế này, tôi thậm chí không tin rằng có một ngày nó sẽ được một quan chức Hoa Kỳ mang ra thảo luận công khai, lại càng không tin rằng nó có cơ hội lại được trở thành một phần của nội dung pháp luật. Nếu trong tương lai ông Trump lên làm tổng thống, những dự thảo của Robert F. Kennedy Jr. có thể được mang ra thực thi thành các điều luật của chính phủ. Có thể năm 2025, con người lại có cơ hội thấy mỡ heo quay lại bàn ăn của con người ta. Khi đó, có ai sẽ nghĩ rằng thực ra những điều này đã từng được đội ngũ của Tinh Hoa đăng tải từ nhiều năm trước, nhưng tại sao không ai quan tâm đến nó, không ai thảo luận về nó? Điều đó cho thấy sự lợi hại không tưởng của truyền thông dòng chính. Ngày hôm nay, con người ta chỉ quan tâm nghệ sĩ A có phát ngôn gì, nghệ sĩ B ăn mặc táo bạo ra sao, nghệ sĩ C nào đó có số đo vòng một khủng như thế nào. Ít ai còn quan tâm những sự việc thực sự quan trọng mà lại khó tin như trong nội dung video này, bởi vì tâm thức của người ta đã hoàn toàn bị lạc hướng. Vậy thì còn bạn, bạn có thông tin hay nhận thức nào về sự việc này không? Hãy cùng chia sẻ ở phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn yêu thích nội dung của tác giả Thiên Bảo cũng như kênh Tinh Hoa TV thì hãy tặng cho kênh một trái tim ở phần bình luận bên dưới nhằm để đột phá giới hạn xem của YouTube mọi người nhé.